Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 1 sẽ mở đầu bằng những thông tin về tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa có công văn số 01/UBND-VX về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gửi các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 587 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh ghi nhận trên dưới 30 trường hợp một ngày. Nhiều trường hợp ghi nhận mắc COVID-19 ngoài cộng đồng nhưng chưa xác định được nguồn lây. Theo đó, số lượng các trường hợp F1 ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc thực hiện cách ly F1 tại nhà, cơ sở lưu trú có nhiều trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định, dẫn đến khi các trường hợp F1 này chuyển thành F0, kéo theo rất nhiều trường hợp khác xác định là F1 tăng đột biến do có tiếp xúc gần, làm nguy cơ tăng số ca mắc ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1850/CDTTG ngày 31 tháng 12 năm 2021 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: một, các trường hợp được xác định là F1 được thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, tổng số 14 ngày. Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại công văn số 3570-CV-TTCH, cụ thể đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều thứ hai đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1. Tuy nhiên, trong trường hợp F1 thuộc các sở ngành địa phương không bảo đảm các điều kiện cách ly tại nhà, tại cơ quan, đơn vị, tại nơi lưu trú, không có phòng riêng, không có khu vệ sinh riêng, không đảm bảo cách biệt hoàn toàn với người thân, đồng nghiệp trong quá trình thực hiện cách ly. Theo quy định thì thực hiện cách ly tập trung. 2 các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp F0, F1 điều trị cách ly tại nhà, tại cơ quan đơn vị, tại nơi lưu trú thuộc phạm vi quản lý. Lập danh sách các trường hợp F1 của cơ quan đơn vị mình gửi ngành y tế, ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền để phối hợp thực hiện việc cách ly phòng chống dịch theo đúng quy định. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân nghiêm túc thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, khuyến khích người dân hạn chế đến các địa điểm có nguy cơ cao, các sự kiện tập trung đông người, tăng cường quét mã QR code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết, không tổ chức các hoạt động đến thăm, chúc mừng các cơ quan, đơn vị khác trong dịp đầu năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022 không tổ chức hội nghị tổng kết tập trung trực tiếp khi không kiểm soát được thành phần tham dự và các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Chuyển hình thức tổng kết bằng văn bản, hội nghị online trực tuyến cho phù hợp. 3. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tiếp tục nghiên cứu đề xuất lựa chọn địa điểm thực hiện việc cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 trên địa bàn không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà, tại cơ quan đơn vị, tại nơi lưu trú nêu tại khoản 1 để thực hiện cách ly tập trung. 4. Sở Y tế tiếp tục thực hiện công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Bảo đảm thuốc, oxy y tế, giám sát dịch, chăm sóc và điều trị người nhiễm ngay tại cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng mô hình tổ chăm sóc y tế lưu động để kịp thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà. Các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà thực hiện thông báo số điện thoại của các tổ chăm sóc y tế lưu động để người dân có thể liên lạc khi cần thiết theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3697 UBNCVX. Căn cứ ý kiến trên, Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Thảo. Hết nội dung công văn. Cập nhật thông tin từ Sở Y tế Cao Bằng, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Cao Bằng và các huyện Quảng Hòa, Bảo Lạc, Hòa An, Thạch An, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 587 ca. Trong đó số ca đang điều trị là 326 ca, số ca khỏi bệnh là 259 ca, chuyển tỉnh khác 1 ca, 1 ca tử vong do có bệnh lý nền. Cụ thể, thông tin về các ca mắc mới ghi nhận trong ngày 1 tháng 1 năm 2022, có 14 ca tại thành phố Cao Bằng liên quan đến các F0 dương tính tại thành phố trước đó, bao gồm 4 trường hợp hiệu tóc Tùng Dương liên quan đến F0 là học sinh lớp 3B trường tiểu học Hợp Giang, một trường hợp liên quan đến ổ dịch tại phường Đề Thám, 3 trường hợp liên quan đến nhà trẻ mầm non BB House tổ 5 phường Hợp Giang, 6 trường hợp liên quan đến ổ dịch khác tại thành phố Cao Bằng huyện Quảng Hòa ghi nhận 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại thị trấn Tà Lùng. Huyện Bảo Lạc có 3 trường hợp, gồm 2 nhân viên giao hàng khu vực huyện Bảo Lạc, có lịch trình di chuyển, tiếp xúc với nhiều người, hiện chưa rõ nguồn lây. Một trường hợp là F1, nhân viên shipper vừa ghi nhận. Huyện Hòa An ghi nhận 3 trường hợp chưa rõ nguồn lây. Huyện Thạch An có 4 trường hợp liên quan đến ổ dịch phường Đề Thám. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ trung tâm y tế các huyện thành phố điều tra truy vết những người có tiếp xúc gần, chuyển cách ly đi điều trị các trường hợp F0, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp nguy cơ, phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Về tình hình tiêm chủng phòng COVID-19, toàn tỉnh đã tiêm 723.489 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 373.997 người được tiêm mũi 1, 323.679 người được tiêm mũi 2, Số trẻ từ 12 đến 15 tuổi được tiêm là 25.768 trẻ. Trẻ từ 16 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 là 13.409 trẻ, mũi 2 là 10.702 trẻ. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Năm 2021 đã khép lại với nhiều thử thách, nhưng kết quả về kinh tế được báo chí phân tích trong tuần đã phần nào mang tới hy vọng cho năm 2022 bước vào quỹ đạo hồi phục. Con số ấn tượng nhất được báo chí nhắc tới nhiều lần trong nhiều tuần trở lại đây, đó là mức xuất nhập khẩu kỷ lục 668,5 tỷ USD. Tính cả năm 2021, ước tính GDP chỉ tăng trưởng 2,58% so với năm trước. 31,15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký vào Việt Nam tăng 9,2% so với năm trước đó. Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên lập kỷ lục 48,6 tỷ USD. Ngành trồng trọt, chăn nuôi thủy sản đều vượt mục tiêu đề ra cả về sản lượng và giá trị. Có kết quả này là nhờ điều hành linh hoạt, cụ thể là tìm kiếm các mô hình mới, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ tư duy quản lý sang tư duy hỗ trợ kiến tạo. Năm 2022 mở ra với nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp và trước bối cảnh này cần thiết phải có những giải pháp mạnh, nhanh và quyết liệt. Do đó, để đồng hành cùng chính phủ, Quốc hội khóa 15 đã quyết định tổ chức kỳ họp bất thường nhằm có các chiến lược, cơ chế đủ mạnh, đủ nhanh đem lại hiệu quả là không có gì bất thường. Điều này thể hiện sự vào cuộc tối đa của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và bốn nội dung quốc hội thảo luận lần này là những nội dung khó, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm lớn, nỗ lực rất cao. Tinh thần là cố gắng vào cuộc tối đa càng sớm càng tốt nhưng không để xảy ra sơ suất. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định 2266 QĐTTG hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 quyết định nêu rõ bổ sung 1.350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho 15 địa phương gồm Nghệ An 150 tỷ đồng, Hà Tĩnh 30 tỷ đồng, Quảng Bình 60 tỷ đồng, Quảng Trị 80 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 60 tỷ đồng, Quảng Nam 120 tỷ đồng, Quảng Ngãi 160 tỷ đồng, Bình Định 150 tỷ đồng, Phú Yên 160 tỷ đồng, Khánh Hòa 100 tỷ đồng, con Tum 30 tỷ đồng, Đắk Lắk 50 tỷ đồng, Đắk Nông 30 tỷ đồng, Ninh Thuận 80 tỷ đồng, An Giang 90 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động ra soát các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do thiên tai, bão, mưa lũ, đảm bảo đúng phạm vi đối tượng hỗ trợ phân bổ chi tiết mức vốn cho từng công trình dự án theo đúng quy định, chịu trách nhiệm huy động nguồn lực địa phương để cùng với kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương hoàn thành các dự án đúng tiến độ hiệu quả. Người kết quả phân bổ bao gồm danh mục dự án, số kinh phí hỗ trợ cho từng dự án về ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp theo dõi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự án ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan. Để thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải, kể từ ngày 1 tháng 1, hàng loạt loại phí liên quan đến ô tô sẽ tiếp tục được giảm sâu trong thời gian 6 tháng nữa phí sử dụng đường bộ được giảm với nhiều loại phương tiện nhất, gồm xe ô tô kinh doanh vận tải khách giảm 30%, xe tải sẽ được giảm 10%, xe tập lái, xe sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe giảm 30%. Ngoài ra tất cả các loại xe cơ giới đang lưu hành cũng sẽ được giảm một nửa lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. So với bình thường, doanh thu của rất nhiều doanh nghiệp vận tải hiện cũng chỉ đạt 15 đến 20% so với trước đây. Trung bình khoảng 10 doanh nghiệp vận tải thì 9 doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng để đầu tư phương tiện và tổ chức hoạt động. Chính vì vậy, sau nửa năm áp dụng giảm phí sử dụng đường bộ thì Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đề xuất giảm 6 tháng nữa. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết đã xem xét tổng thể và việc giảm phí sẽ được đánh giá ở tất cả các khía cạnh khác nhau như bến bãi, cảng biển, tàu thuyền, đường sắt, đường thủy, hàng không, không chỉ riêng đối với đường bộ. Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19, Ngày 2 tháng 1, sau thời gian cách ly theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện. Theo thông tin từ bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân KVHM không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngày 2 tháng 1, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau khi bệnh nhân ra viện, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại gia đình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Đồng thời, bệnh viện khuyến cáo với người dân nên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, thực hiện 5K tiêm vaccine. Đặc biệt lưu ý đối với nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi có bệnh lý nền. Đến chiều ngày 1 tháng 1, Việt Nam đã phát hiện 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca cá được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bộ y tế chỉ đạo tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. Làm việc xuyên Tết, không nghỉ. Mục tiêu các địa phương hướng đến là tiếp tục phủ nhanh mũi tiêm cơ bản, tiêm bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân. Kỳ nghỉ lễ vẫn tiếp tục là những ngày làm việc của nhiều đơn vị tiêm chủng vaccine COVID-19 tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Trạm y tế Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoạt động trong cả những ngày nghỉ tết dương lịch, đáp ứng tiến độ tiêm cho người dân, người lao động quay trở lại làm việc. Để bảo vệ sức khỏe cho những người già, người khuyết tật, tăng tỷ lệ bao phủ, tỉnh cà mau các tổ lưu động đã đến tận nhà tiêm vaccine cho bà con. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trạm y tế phường làm xuyên lễ có trạm thực hiện 400 đến 500 mũi tiêm một ngày. Thực hiện đa dạng các hình thức tiêm như tập trung, tiêm lưu động tại nhà, ưu tiên cho người lớn tuổi, bị bệnh nền. Thời gian tới, thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương giả soát tiêm ngay cho các đối tượng chưa được tiêm, chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19, nhất là đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền và chủ động tiêm mũi bổ sung cho các đối tượng nguy cơ cao, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hãng tin AP trích số liệu cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 370 trẻ em tại Mỹ phải nhập viện vì mắc COVID-19, tăng 66% so với tuần trước đó. Các bác sĩ thành phố New York cho biết, số trẻ em nhập viện vì mắc COVID-19 trong hai tuần qua đã tăng 4 đến 5 lần so với khoảng thời gian trước kỳ nghỉ cuối năm. Mặc dù các dấu hiệu ban đầu cho thấy tỷ lệ bệnh nặng gây ra bởi biến chủng mới Omicron có thể không cao, tuy nhiên nhiều em nhập viện trong tình trạng đáng lo ngại. Biến thể Omicron với khả năng lây nhiễm cao đã nâng số trẻ em nhập viện lên mức cao kỷ lục. Đây là cảnh báo mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ. Giới chức y tế cũng khuyến cáo tất cả thành viên trong gia đình nên đi chủng ngừa để giảm khả năng họ có thể lây virus cho con em mình. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.